Ngày 26 tháng 5, quân đội Israel cho biết ít nhất 8 quả rocket đã bắn vào miền trung nước này từ thành phố Rafa ở phía nam giải Gaza. Lực lượng phòng không Israel đã đánh chặn một số rocket. Hiện chưa có báo cáo thương vong hoặc thiệt hại sau vụ việc. Trước đó, quân đội Israel đã phát còi báo động khắp khu vực miền trung nước này, bao gồm thành phố Tel Aviv, cảnh báo điều phòng tiến lửa phóng tới. Đây là lần đầu tiên trong vòng 4 tháng qua quân đội Israel phát khỏi báo động tại Tel Aviv. Trong khi đó, lữ đoàn Al-Qassam, Cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa cỡ lớn vào Tel Aviv. Chỉ vài giờ sau khi Hamas phóng một loạt tên lửa vào Tel Aviv, Israel đã không kích trả đũa vào thành phố Rafah. Ít nhất 35 người thiệt mạng, số người chết có thể sẽ tăng lên khi công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục tại than An Sultan của Rafah, cách trung tâm thành phố khoảng 2 km về phía tây bắc.